Hôm nay em lên video 228 ha anh em. Em xin giao lưu với anh em mình một số combo ha. Thì cái mã đầu tiên ha. Cái mã đầu tiên là một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 ha anh em. Thì cái dòng 86 này em có nhiều lần nói với anh em mình này ha, chia sẻ cho anh em mình là cái có gì anh em mình thông cảm giùm em. Là cái dòng này anh em gửi đi xa là nó sẽ bị vàng lá anh em. Nó vàng ha, nó vàng mà như cái cây này nè, là cái lá nó đang già phải không? Nó đang già, nó vàng á là nó sẽ rụng hết trơn lá luôn anh em. Nó rụng hết trơn luôn. Nó rụng nghĩa là nó vàng một cái nó rụng hết trơn lá luôn á. Nhìn cái cây nó còn vàng xương thôi ha. Gửi đi xa là cái gì? Cái đặc tính của cái dòng linh sam là nó gì? Linh sam 86 là gì ha anh em? Đặc tính của dòng linh sam 86 gì? Linh sam mấy cái dòng kia thì nó đỡ. Còn anh cái dòng 86 với hạt gạo á thì nó rụng lá ha. Nhưng mà cái dòng 86 này á là nó dễ chịu hơn cái dòng hạt gạo tăng phú đồ này kia. Đó, nên cái dòng 86 này em gửi đi xa là em tìm mọi cách luôn. Nói chung là anh em thấy mấy cái dòng mấy cái cây 86 này á là em đi á là em sẽ đóng cái thùng bự hơn. Đó, cái thùng nó bự hơn cái cây nhiều để cho nó mát á anh em. Chứ lại em đục nhiều lỗ á để cho nó thoáng, để cho cái để đảm bảo cho cái cây nó an toàn cho anh em mình đến mức có thể nhất luôn ha. Đó, nhưng mà nói chung là gửi đi á là nó sẽ bị vàng lá hết trơn anh em. Trước khi gửi cho anh em cái dòng 86 này là em có tưới một ít HB101 luôn á để cho nó dưỡng cho cái cây mình nó ấy á, nhưng mà nó cũng vậy anh em, nó không có nghĩa là nó không có được như ý muốn ha, nó không có được nghĩa là nó rụng hết trơn lá luôn. Đó, nó vẫn rụng hết lá. Bởi vì có gì anh em mình thông cảm em ha. Em cũng nói nhiều lần rồi. Thì về anh em mình cứ để nắng nhẹ ha, tưới nước bình thường thì ít thơm á, nó ra lại lá mới ha. Đó, cây nào rụng hết lá thì ra bông luôn. Đó, có một số cái nhánh non non như vậy nè, cái đọt nó non mới ra thì nó bị héo vô, thì anh em cắt ngang đi, ít thơm nó đâm lại cái đọt mới nha. Có gì anh em mình thông cảm giùm em. Tại cái dòng này á thì nói chung em cũng đã nghiên cứu hết trơn luôn rồi. Nhiều luôn, em học hỏi anh em kia, nhưng mà gửi đi thì nó cũng bị vàng lá, nó rụng thôi anh em. Nên có gì anh em mình thông cảm giùm em ha. Đó. Tại có một số anh em thấy vàng lá không có nhận thì tội nghiệp em. Tại vì cái này em có lên video em nói chia sẻ với anh em nhiều lần rồi. Cái dòng này nó thường thường là nó hay vậy anh em ơi. Em cũng không có biết cách sao mà gửi đi xa cho anh em mình nó được xanh tươi tốt nữa hết trơn. Cái dòng này nó vậy á, 86 á ha. Rồi thì cái mã số 1 này á thì em xin Zalo với anh em mình á là 280k ha anh em, bao ship mã số 1. Cây này khá là duyên luôn. Và giá khá là rẻ cho anh em mình luôn ha. Anh em coi nè, tay cành bắt đi xuống nó nói chung tương đối khá là ok ha. Đẹp cho anh em mình luôn. Đó, tỉ mỉ anh em, nó hướng về một chiều ha. Đó. Cây nè, cục đá nó to ha anh em. Đó, nó cao tầm gang tay. Thì anh em mình chịu khó so sánh với cái tay giùm em ha anh em. Bên em thì chuyên làm về hàng mini và siêu mini ha anh em. Nè, cái tay của em nè, đó. Thấy không? Cao gang tay, 280.000 bao ship cho anh em mình luôn. Đó, cái cây mã số 1 này giá khá là nhẹ nhàng ha, cho anh em mình sưu tầm. Thì cái cây này gửi đi sẽ bị vàng lá, rụng hết lá luôn ha anh em. Rụng hết lá luôn, nên anh em mình về cứ mở ra để nắng nhẹ tưới nước bình thường thì ít thơm nó ra lại lá mới ha. Mã số 2 ha anh em. Mã số 2 là một cái cây linh sam gieo hạt, cây này green ha. Tàn đồ thì em đã làm nói chung là tương đối khá là ok, mình ẩm tàn cho anh em mình rồi. Thì anh em mình coi nè, sơ một vòng ha. Thằng thì khá là điệu đà luôn. Nói chung là nhìn nó khá là duyên. Vì anh em mình kiếm cái chậu tròn tròn á, nhỏ vậy nè, vô cái nữa để bàn trà mà ngồi uống nước trà ngắm á, thì nói chung là khỏi phải bàn luôn ha anh em. Cây này cây green ha. Cây này cây green thì gửi đi với anh em, nói chung là em bao cho anh em mình luôn. Thì tới thì nó nói chung là cái cây này nè, nó đang cái lá nó chưa, nó chùi lá, em lặt lá em vô nhòm ha. Thì gửi tới anh em mình á là lá nó sẽ đâm ra trời non non luôn ha. Đó, cây green thì nó vô tư lắm em. Ố lộn, cái cây linh sam song hình siêu bông đồ này kia thì nó vô tư, nói chung là gửi đi thì bao với anh em mình. Nhưng mà cái dòng 86 ha thì anh em mình có gì thông cảm giùm em là nó sẽ bị vàng lá. Vì anh em mình cứ mở ra để nắng nhẹ tưới nước bình thường ha anh em, ít hôm á thì ra lại lá mới. Cây nào rụng hết lá thì nó ra bông luôn ha. Anh em mình chịu khó để cho nó có một tí nắng nhẹ nhẹ đó anh em, để cho nó kích thích ha, nó sẽ quang hợp, nó sẽ nói chung là ra lá, ra chồi mầm đồ này kia, bông qua rồi nó đầy đủ, nó sẽ nhanh hơn đó. Giờ tỷ mấy cái cây ghép á thì nó, ủa mấy cái cây 86 á thì gửi đi á, mấy cái chồi này nè nó rụng lá, mấy chồi non non này nó sẽ bị héo vô một xíu, thì anh em mình nhấp nhẹ đi thì ít hôm nó ra lại cái chồi mới nha. Đó, nó còn nhanh hơn nữa anh em. Đó, có gì anh em mình thông cảm cho em ha. Chơi cái giọng đó thì nó hơi cực chút xíu đó, nhưng mà cái được cái nó đẹp á anh em, nó ra bông thường xuyên
Đó, có gì anh em mình có chốt mấy cái cây đó thì mình thông cảm giùm em ha. Tại hổm gài gửi đi hàng anh em mình thấy vàng lá, anh em mình không nhận của em nhiều quá. Nhưng mà lên video em cũng đã chia sẻ tâm sự với anh em mình hết trơn rồi. Đó. Video này em cũng nói trơn, tại có một số anh em mới vô xem cái kênh của em nên chưa có hiểu gành về cái dòng đó đó, nên còn hơi e ngại và sợ ha. Rồi, cây này mã số 2, em xin Zalo với anh em mình là 250, bao ship cho anh em mình ha. Linh Sam, Gin hết anh em. Anh em chịu khó so sánh với cái tài với cái bút lông giúp em nè. Cái cây này thì cái thân hả anh em, tương đối nhỏ xíu thôi anh em. Nhiều anh em mua về thì chơi á thì nói cái cây nó nhỏ ha. Nhưng mà thật ra nuôi như vậy, cái cây như vậy 4 năm trời đó anh em. Bỏ ra có 250.000 thôi, trừ phí ship này ra đâu còn nhiêu đâu. Tính ra cây không có lời được nhiêu trơn hả anh em. Chủ yếu em bỏ công làm lời thôi. Thì anh em mình bỏ ra số tiền nhỏ mua lại cái thời gian 4 năm của em ha. Đó, 4 năm nuôi từ cái hạt lên. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi. Cây hàng mini, siêu mini hả anh em. Cao tầm một gang tay. Đó, nhỏ thôi ha. Thì hôm nay em có nói hơi nhiều chút xíu để cho anh em mình có gì thông cảm giùm em ha. Rồi, mã số 2 hả anh em. Em xuống mã số 2 lên mã số 3. Mã số 3 là một cái cây sam hương dáng quái hả anh em. Cây thì vô chậu thần chậu tươi tốt cho anh em anh trơn rồi. Sống khỏe ha. Vì anh em chỉ việc tưới nước và chăm cho nó đẹp nhớ đến mức có thể để mình chơi thêm nữa thôi ha. Chứ cây thì ok rồi. Đó, thằng nó nè. To hơn tay cái em ha. Bút lông nè. Lông để đây cho anh em mình nhìn ha, cho nó dễ. Đó, cao hơn một gang tay nè anh em. Cây thần chậu hết trơn rồi. Rồi, cây này thì em xin Zalo với anh em mình là 400, bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha. Dạ, em tiếp tục là mã số 4 ha anh em. Mã số 4, một cái cây sầm hương dạng quái luôn ha. Vô trong cái chậu men dạng nè. Cây thì tương đối khá là quái ha anh em. Nói chung quái quằn quại luôn. Cây này quái quái cúp cái đầu ở trên luôn nè. Đó, cây vô chậu cũng tương đối thần chậu ha, sạch sẽ cho anh em mình rồi. Này ha anh em. Đó. Tương đối sạch sẽ ha. Cây thăng nè. Cà to hơn ngón tay cái em ha, cái gốc to hơn, lên thì nó giót lại, nó nhỏ lại từ từ hả anh em. Cao hơn một gang tay, thì gang tay của em á là 20 xăng. Đó, gang tay em 20 xăng ha. Cây thăng co quái nè, đắt lượng ha. Co quái đắt lượng luôn. Đó, thì cái cây này em xin Zalo với anh em mình là 400, bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha. Đây thì em xài phân hạt bàng hả anh em. Anh em mình thì mình mua phân này mình xài cũng được, thì cái độ thay phân của nó lâu hả anh em. Hôm nay anh em mình muốn giảm chi phí xíu nữa thì mình mua phân hữu cơ rồi phân gà rồi mình bón vô cho nó rẻ hả anh em. Phân này thì giá nó hơi cao một chút đó, tại em đem làm số lượng nhiều đó, em làm biến thay phân á, nên em sẽ sử dụng phân này luôn cho nó tiện hả anh em, cho nó lâu thời gian thay phân nó lâu hơn tí. Đó, thì mình găm gắm vậy thôi. Anh em mình xài phân hữu cơ cũng được ha. Mình tưới thường xuyên á, thì nó kích thích nó ra mầm đồ này kia nó xanh hơn. Nó tốt hơn, vẫn sống khỏe bình thường á anh em. Cây mình vẫn đẹp thôi. Đó. Anh em xài phân kia thì nó rẻ hơn chút. Dạ, tiếp theo cái này là mã số 5 ha anh em. Một cái cây linh sam ha, song hình ha. Tàn thiên nhiên, đế điều 24 giờ. Cây thì tương đối khá là duyên luôn. Đó, cho anh em mình coi nè. Cây này duyên luôn ha anh em. Đế điều 24 giờ luôn nè. Đó, tay cạnh đồ mịn tàn ấm luôn rồi ha. Mịn tàn ấm ơi. Cây cốt thiên nhiên ha. Cây này tương đối anh em mình nhìn nè. Phơm nó khá là duyên ha anh em. Cây khá duyên luôn. Thì về anh em mình vô thêm cái chậu nữa là đẹp rồi. Rồi, cây này thì em xin Zalo với anh em mình là 800. Bao ship ha. 800, mã số 5, bao ship. Thân cốt to hơn tay cái em ha anh em. To hơn tay cái nè. Bệ đế đều 24 giờ luôn. Đó, cao nè anh em. Cao hơn một gang tay em tí ha. Gang tay em 20 xăng thì cho này cỡ 21 22 xăng vậy thôi. Đó. Cây cốt cành đó nè, tương đối khá là duyên ha. Mã số 5, 800, bao ship. Tiếp theo là mã số 6 ha, một cái cây đinh sam gieo hạt gin. Cây này thì em cho nó tựa vô cục đá nè anh em. Đó. Bộ rễ nó thì tương đối khá là đẹp ha. Cái cành này thì nó hơi bé chút xíu, thì về anh em mình thả thêm một thời gian nữa cho nó bự ra, cái nó bung vàng xương ra đó. Anh em mình nuôi thêm thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, cái này thì hơi yếu một chút. Cái cành nó hơi yếu nhưng mà tương đối cái cây với cục đá nó cũng tương đối khá là hợp và duyên rồi. Đó, về anh em mình vừa chơi vừa nuôi thêm hả anh em. Bộ rễ thì anh em coi nè. Đó, tương đối khá là đẹp luôn ha. Tay cành tàn thì ở trên em nuôi ok hết rồi. Rồi, cây này thì em xin Zalo với anh em mình là 300. Bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha.
Mã số 7 là một cái cây tùng Sumbaku ha anh em. Còn có mấy cây nữa em lên em giao lưu với anh em mình cho hết luôn. Cây này thì em chỉnh tàn sơ sơ, vậy anh em mình kỹ kỹ nữa thì mình làm lên cho đẹp ha. Chỉnh cây này để tàn nhiều quá cho nó ấm tàn thôi. Để anh em mình thích chơi tàn chơi lá nhiều quá thì anh em mình sưu tầm cây này về chơi. Đó, có chậu thường chậu hết trơn rồi. Thường chậu cho anh em mình ha. Cây này thì cấp em lấy về là nó thần trong chậu nhỏ anh em. Em đưa vô rồi em thêm chất trồng cho thôi. Nên cây mình sống khỏe tốt bình thường thôi nè. Đó, anh em thấy không? Tùm hết. Đó. Rồi, cây này thì 450 ha anh em. Bao ship có luôn chậu cho anh em mình luôn. Anh em nào kết cái mã nào thì alo qua số điện thoại là 035 4323 996 ha. Mã số 8 là một cái cây bông giấy ha anh em. Bông giấy cái gốc nó thì bông giấy gì em cũng không biết luôn ha. Rồi, nhưng mà cái này em cái gốc nó là bông giấy đó anh em, mà không biết bông giấy Mỹ hay bông giấy thường nữa. Cây này em chia của mấy anh em nhà vườn khác nè. Giá nó cũng tương đối khá là ok ha. Cây ghép bông giấy cẩm thạch. Đó, ghép bông giấy cẩm thạch ha. Cây tương đối khá là duyên luôn. Đó, vô trong chậu cũng tương đối khá là đẹp. Chậu này đâu hết 100k đó anh em. Anh em nào chốt thì 500 anh em, 500 bao ship có luôn chậu cho anh em mình luôn. Cây này thì bông hoa đầy đủ rồi, vậy anh em mình chăm cho nó chuẩn bị ra bông rồi anh em. Tại em mới cắt tỉa cho nó ra lá nè, là ra lá non non là nó chuẩn bị ra bông thôi. Dòng này ra bông liên tục ha. Ở dây cẩm thạch, anh cẩm thạch thì anh em mình coi. Nó lá nó bông bông nó đẹp ha anh em. Vừa chơi bông đẹp mà lá nó cũng đẹp luôn. Đó, chơi được hai thứ luôn ha. Thằng quái co lắc lượng nè, để so sánh với ngón tay giúp em ha anh em. Tay nè. Cây bút nè anh em. Đó thì nó như vậy ha. To vậy. Cao chậu cao nè. Chậu cao hơn gang tay, này chắc cỡ 21 xăng, 22 xăng ha anh em. Cái chậu cao 22 xăng. Rồi, 500 bao ship có luôn chậu luôn. Tiếp tục là một cái cây linh sam lùng lực ha anh em, mã số 9. Tay cành thì anh em coi, cốt cành tương đối khá là già hết trơn rồi, đế thì đều tự nhiên ha. Này về anh em mình vô cái chậu bự mình nuôi thêm thời gian nữa, ép chậu cho nó sướng ha anh em. Đây cành áp nè, cành áp này thì chắc nó dính rồi nè anh em, em thấy nó kéo chỗ này ra nè. Thì nữa anh em mình gọt từ từ lên, gọt cái này nè, gọt mỏng mỏng lên xíu thì chừng nào nó dính thì mình cắt ha. Tạm thời cứ để vậy đi cho nó tập trung nó phát triển nuôi cái nhánh mình nó nhanh hơn. Đó. Trên đây thì anh em để cho cành nó dài dài xíu, nó cắt côn lại là lụm rồi. Tay cành thì tương đối khá là lực luôn ha anh em. Tay cành lực luôn. Đó, anh em mình coi nè. Tay cành lực lắm ha. Đế thì cũng lực luôn. Đế đều tự nhiên cho anh em mình luôn ha. Đều hết trơn tất cả các mặt luôn nè. Vì anh em nuôi thời gian côn đế để mình ép chậu mình chơi ha. Hoành thăng đó nè anh em. Hoành thăng đó ha. To hơn tay của em nè. Đó, cao nhiêu đây ha. Cao chắc tầm cả 10 xăng gì. Này chắc cho 15 xăng đi anh em ơi. Này chắc hơn. Gàng tay em 20 nè. Cái này chắc cỡ 15 xăng đổ lại ha. Tay cành cốt và lực hết trơn rồi. Đó, còn phần ngọn thì tay cành hơi yếu một chút. Anh em mình về nuôi thả cho nó bự bự xíu. Nó cắt giật lại mình ép chậu chơi ha. Rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 1.400k. Bao ship cho anh em mình luôn ha. 1.400 bao ship. Mã số 10 ha. Mã số 10 là một cái cây linh sam lùng lực nữa ha anh em. Cây này thì anh em coi nè. Nãy em quên xịt cây này ta. Đế thì cũng tương đối khá, nó nở nè anh em. Nó nở đế ha. Cái dòng này, cái đời này là cái lô đời đầu ha anh em. Nên cái đế nó không có 24 giờ. Nhưng mà được cái đít bự ha anh em. Nở ra nè. Anh em coi nè. Đó, cái đế nó thì anh em khỏi phải nói đi. Nở ra bự chà bá luôn. Anh em thấy không? Đó, nở ra chà bá luôn ha. Nở ra cái củ nó bự nè. Cái thang đây nè. Nở ra chà bá luôn ha anh em. À, cái này cái ngọn thì anh em mình về mình nuôi cho nó bự bự xíu, nó mình cắt ngang nó dính ha anh em. Ủa cho nó đẹp ha. Cây này thì áp nó dính rồi ha. Áp nó dính đây nè anh em, kéo nè. Mà này em chưa cắt thì về anh em cứ để đi rồi. Từ từ nó bự trên á. Tại nó như vậy mình nuôi cho nó nhanh đó anh em. Cho nó nhanh. Rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 900 bao ship ha. Đây có cái thẹo đây ha. Anh em linh sam á, thẹo đâu một đâu. Anh em cứ nuôi vừa chơi vừa nuôi thôi. Cây khá là lực luôn, 900 bao ship. Số 11 là một cái cây linh sam lùng lực nữa. Thì cây này tay cành thì tương đối khá là ok rồi. Đó, cũng lực hết lắm ha anh em. Anh em mình để nó ra lá thêm thì ép chậu chơi luôn à. Cây này ép chậu được rồi ha. 800 bao ship cho anh em mình ha.
Máy này thì dạng lùng lùng không à, thân cốt nè, thân nó bên lớn ha, lùng thôi anh em. Này tầm có 13 xăng gì, 13 xăng. Rồi 800 bao ship cho anh em mình luôn. Mã số 12 là một cái cây linh sam gieo hạt ha anh em. Cây này anh em mình coi nè, từ trước giờ đâu có cây nào nó bự mà nó lực cái gì đâu ha. Mấy cái loại gieo hạt á, nó mình chơi á, mình nuôi á anh em, thì nguyên bậy á, do tỷ vài ngàn cây thì có 1 cây 2 cây nó bự nó lực vậy thôi, nó nổi trội á đó. Nhưng lâu lâu nó có vài cây ha anh em. Cây này thì em nuôi nói chung là tương đối khá là lâu. Cây này thì cây ghép ha, cây ghép, cái thằng nó song hình thì em ghép vô là hồng phấn ha anh em, hồng phấn nè, ghép vô hồng phấn nuôi cái vàng tàn thì anh em mình coi nè, già khú luôn rồi, vàng tàn thì già khú luôn ha. Cây này nói chung em chủ yếu em nuôi á, là để 1 cây 2 cây làm mẫu chơi với anh em mình thôi. Thì em lên đó thì anh em nào thấy kết đó, giá cả hợp lý thì anh em mình chốt ủng hộ cho em ha. Đó, nuôi nói chung vàng xương thì nó đẹp lắm. Cây này em tính lên chậu em chơi hết anh em. Anh em coi nè, mặt nào nhìn cũng phê hết trơn. Đó, phê ha. Giờ tỷ cái cây á, mà nó làm bằng than nó đi lên á, thì nó cong vậy á, thì cái chỗ này nó đơ, nhìn nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà cái này làm bằng rễ hả anh em. Anh em coi nè, nó cong quái quẹo lực ha, nhìn nó đã sao á. Ghép hồng phấn hả anh em. Anh em coi mắt ghép nè, cũng nó dính cứng ngắc hết trơn. Vậy anh em mình chà rửa cái này sơ sơ lại nè, là đâu biết cái chỗ ghép đâu. Đó, nhưng mà cây này cây ghép hả anh em, ghép hồng phấn. Vậy anh em chơi vẫn sống khỏe đẹp bình thường cho anh em mình ha. Quan trọng anh em thích cái dốc dáng của nó đẹp thôi. Cây già ha. Rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 1400k bao ship ha anh em. 1400k bao ship. Đó anh em nào thấy giá cả hợp lý vừa túi tiền mình thì mình alo ủng hộ cho em ha. Qua cái số điện thoại là 0354323996 ha anh em. Vàng xương nhìn nó trên xuống nè anh em, già khú luôn rồi. Cây thì dài lắm ha. Cây này nãy em có ứng vô thử là hình như là 36 xăng anh em, 36 xăng ha, 36 20 nè. Đó, gần 2 găng tay, 36 găng. Mã số 13 ha. Mã số 13 là một cái cây linh sam gieo hạt gin. Đó, tay cạnh mịn tàn hết trơn rồi. Thằng nó thì nó hai cái chân nè anh em, giống như hai cái chân ha, lên vậy đó, giống như hai cái chân. Đó, trên nó quấn cục đó ha, tay cạnh mình hết trơn rồi. 300 bao ship mã số 13. Mã số 14 là một cái cây linh sam gieo hạt gin luôn ha. Mấy cây gin thì gửi thì nó không có bị vàng lá đó anh em, nó không có ảnh hưởng gì nhiều cái bộ lá đó ha. Nói chung nó cũng hơi lợt lợt chút xíu nhưng mà không sao hết trơn á. Đó, mấy cái cây mà ghép 86 thì cũng vậy thôi, nó bị rụng lá thôi anh em. Về chăm thì thời gian ra lại lá mới, rụng hết lá thì nó có bông luôn ha anh em. Rồi cây này thì mã số cuối cùng của video hôm nay ha, mã số 14 thì em xin Zalo với anh em mình là 380k bao ship. Cây này tương đối khá là bự và to cao ha anh em, cao hơn một gang tay em nè, gang tay em 20 xăng. Cây này chắc cao tầm gần 30 xăng ha anh em, so sánh với cái tay với cái bút xó giúp em. Cái hàng này thì nó tương đối mini, nhỏ như vậy thôi ha. Hôm bữa có con cây nó cũng tương đối vậy nè, mà gửi thì ông anh kia có bán có 350, ông anh nói cây nhỏ nữa anh em. Cái chậu đâu này anh em mua lẻ, cái chậu đâu 40-45 ngàn rồi đó anh em, thấy không, 40-45 ngàn. Đó, tiền cây, tiền ship, tiền thùng xốp nữa, cho cái chậu với tiền thùng xốp với tiền ship rồi này kia luôn đi, thì cho nó là 100 đi anh em, 100-120 gì đi. Đó, tính ra cây đâu, cái cây đâu còn nhiêu đâu anh em, bỏ thời gian ra mấy năm trời nuôi nữa, bởi cây lời đâu nhiều đó anh em chơi cây nhỏ nữa. Cái cây á, nhiều cây nó bự chà bá luôn mà em bán cũng ghê ghê à. Nó đâu có phụ thuộc vào nhỏ bự đâu, mà phụ thuộc vào độ đẹp ha của nó thôi ha.